Ngày 18 tháng 2, Công an phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý nam thanh niên có biểu hiện bất thường xông vào một công ty trên địa bàn đập phá. Theo đó, tối ngày 17 tháng 2, một nam thanh niên chừng 30 tuổi cầm một thanh kim loại chạy vào một công ty thực phẩm trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. Khi bị các bảo vệ ở cổng ngăn lại, nam thanh niên la hét đòi xử những ai ngăn cản nên các bảo vệ đã thông báo cho cơ quan chức năng. Nam thanh niên sau đó vào bên trong đập phá đồ đạc tại các phòng bảo vệ. Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo A, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân có mặt tại hiện trường. Cảnh sát phong tỏa cổng chính lên phương án khống chế nam thanh niên, vụ việc thu hút đông đảo người dân. Đến rạng sáng ngày 18 tháng 2, nam thanh niên đã bị công an khống chế và được đưa về trụ sở công an phường để phục vụ điều tra, xử lý.